Hôm nay là mùng 2 tháng 6, Vườn Lan Cường Huệ lên một cái video mới để phục vụ tất cả cô chú anh chị yêu lan trên toàn quốc nhé. Hàng nhà em là không bao ship nha các bác nhé. Hôm nay có dáng hương tam bảo sắc rời này, trồn rời, ý ngọc, các một số loại, một hàng giò nữa. Đầu tiên em giới thiệu hình số 1, combo. Combo bó ý ngọc, chỗ ý ngọc này, cộng với lại hai cây da báo, cộng với lại một dề đùi gà, thân rất là mập. Hình số 1 này 150.000. Tiếp hình số 2. Hình số 2 nó bao gồm 20 cây trồn giống và 10 cây dáng hương tam bảo sắc, tức là tổng thể cả hai loại nó là 30 cây. Hình số 2 này là tam bảo sắc giống và trồn giống là 150.000 các bác nhé. Hàng giống. Tiếp hình số 3. Hình số 3 là có 25 cây tam bảo sắc và 6 cây trồn. Tam bảo sắc này là cũng là trồn giống, nhưng lại giống nhưng mà nó to hơn bên kia một chút. Đấy, trồn cũng thế, cũng to hơn. Hình 3 này là 200.000 này. Đấy. Em có một giò đùi gà thuần cục gỗ lũa. Hình số 19 270.000 các bác nhé. Cục gỗ lũa này hơi to. Bác nào mà lấy thì gửi xe, tiện mà gửi xe hoặc lấy nhiều đơn, gửi chậm. Hình số 18. Giò này là ý ngọc thuần. Ý ngọc thuần nó gồm có khoảng 20 mấy cái thân tơ ấy, rất là nhiều. 450.000 hình số 18 này nhé các bác nhé. Mờ. Tiếp đến hình số 30. Ý ngọc thuần này cũng 450.000, cũng rất là to và đẹp. Rất nhiều mầm tơ các bác nhé. Một giò to. 450.000. Trồn thuần, hình số 17, 170.000. 5 cây nhé các bác nhé. 5 cây trồn thuần, 170.000. Trầm tím thuần, hình số 20, 400.000. 5 mầm, có một bông đang nở rồi. Về chắc là nó cũng sẽ tàn mất. Hình số 20, 400.000 nhé. 5 mầm rất là mập, to. Tiếp đến có một khúc đùi gà nguyên bản, hình số 21, 150.000 đùi gà nguyên bản các bác nhé. 21. Hình số 15. Hai khúc ý ngọc nguyên bản này, cộng với lại ba khúc tam bảo sắc nguyên bản. Combo này là 200.000 hình số 15 các bác nhé. Hình số 15. Tiếp hình số 13, ba khúc ý ngọc nguyên bản 200.000. Thân rất dài, để các bác đặt chung vào một chậu. Hình số 14, ba khúc ý ngọc này nguyên bản 250.000 nhé. Giờ đem giới thiệu hàng rời đi. Hình 4, 12 cây dáng hương tam bảo sắc, lá xếp rụt 180.000. Tiếp đến là hình số 5, cũng tầm 11, 12 cây gì đấy. Có thể là 11 cây, có thể 12 cây. Cũng là tam bảo sắc xếp rụt 180.000 hình số 5. Hình số 6, 7 cây trồn to 250.000. Trồn vừa về nên là rất là tươi các bác nhé. 7 cây trồn to 250.000. Hình số 7, 8 cây trồn to 250.000. 250.000 các bác nhé. Hình số 8, 13 cây trồn. 13 cây trồn tổ kiến à. Đã 200.000. Tiếp hình số 9 cũng 13 cây. 200.000. Em cứ đếm đều đều cho nhau, 13 cây 200.000. Hình số 10, cái này bé hơn thì tầm 14 15 cây. 200.000. Hình số 11 cũng 13 cây 200.000 nha các bác nhé. 13 cây 200.000. Em có một cái giò một dề trúc, không biết là trúc gì đây. Dề trúc không biết là trúc đen hay trúc gì đây. Lan trúc thôi, em cứ gọi là lan trúc đi. Với lại một khúc can diệp thuần. Can diệp thì nó có chỉ có một đầu thôi nhưng mà nó rất nhiều vòi hoa. 2 4 6 7 cái vòi hoa. Một đầu can diệp thuần này với lại một dề trúc hình 22 này. 200.000. Hình 22 200.000 nhé.
Hình số 12, 13 cây tròn 200.000. Hình số 16 cũng là 13 cây tròn 200.000. Hôm nay em lên video vẫn còn một giò tròn thuần. Hình số 34 này 300.000 nữa, tròn hàng cây ngắn, thuần rồi các bác nhé. 1 cây, 2 cây, 3, 4, 5, 6 cây. Hôm nay em lên cái video hàng rời, nói chung là cũng ít hàng thôi. Anh em đi rừng lấy càng ngày càng ít ấy. Các bác mà lấy loại nào thì ủng hộ nhà em nhé. Em xin chào, hẹn gặp lại các bác.